Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Quý vị khán giả đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi đang bước ra sân khấu với bộ trang phục với màu sắc khá tối. Tại sao lại thế nhỉ? Trợ lý, sao hôm nay em lại mặc màu đen? Dạ, bởi vì ngày hôm nay hai khách mời của chúng ta rất là đẹp. Cho nên ngày hôm nay em muốn tôn vinh cái nhan sắc họ lên. Vì vậy em phải mặc một bộ đồ nó chìm vào cái nền của sân khấu mình đó anh. Dạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chào đón hai người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là hai diễn viên Mizu và Trần Anh Huy. Chào đón hai bạn đến với chương trình của chúng tôi. Và thật là đặc biệt khi mà chúng tôi đang có những bộ trang phục tương phản với các bạn. Các bạn tại sao hôm nay lựa chọn trang phục màu trắng, Mizu? Dạ tại vì đoán là hai MC sẽ mặc màu đen cho nên hai người chơi mặc màu trắng. Trực giác của em quá tốt. Dạ. Rất phù hợp đến với chương trình Giác quan thứ 6. Thế còn Trần Anh Huy? Dạ thật ra thì em biết là Mizu thích con trai mặc áo sơ mi trắng, cho nên là em đã lựa chọn sơ mi trắng để đi chơi với Du. Vậy là một người thì có trực giác, còn một người thì đón ý người còn lại. Và có vẻ như hai bạn sẽ là một cặp ăn ý. Dạ, ăn ý không? Wow, rất ăn ý. Và cái việc ăn ý mà như này, như thế này thì rất tốt rồi. Yeah. Cái việc ăn ý để mà đoán đúng nghề với đúng khách mời mà chúng tôi mời tới chương trình, đó mới quan trọng. Và các bạn có tự tin hay không? Thật ra là những cặp mà hay thể hiện cái sự ăn ý ở bên ngoài vậy anh, thật ra là không hiểu gì đâu. Chỉ làm ở bên ngoài thôi. Thể hiện thôi. Vậy thì chúng ta muốn biết cái bên trong của cặp đôi này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thi. Nhưng trước hết hãy mời họ về vị trí của mình. Xin mời.